Trong thời kỳ chuyển đổi số, việc áp dụng công nghệ trở thành một yếu tố tất yếu cần để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường kinh doanh hiện đại. Thấu hiểu về nhu cầu về hệ thống quản lý học tập tại doanh nghiệp, NetTop hiện đang phân phối phần mềm Talent LMS, một nền tảng quản lý học tập tối ưu hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Talent LMS là một hệ thống quản lý học tập LMS dựa trên đám mây. Đây là nền tảng LMS hàng đầu tại Mỹ của tập đoàn Epinosis và được đánh giá là một trong năm nền tảng tốt nhất hiện nay theo trang Forbes. Talenom cung cấp những tính năng vượt trội, nổi bật như tạo và quản lý nội dung đào tạo. Talenom cung cấp một loạt các công cụ giúp bạn tạo nội dung như trình tạo bài kiểm tra, câu đố, hỗ trợ. Các định dạng nội dung khác nhau bao gồm HTML, PDF, SCORM, AICC và SAPI. Phân phối nội dung đào tạo. Talenom cung cấp nhiều cách thức phân phối nội dung đào tạo như qua web, qua email, ứng dụng di động. Với các tùy chọn phân phối này, bạn có thể đảm bảo rằng học viên của mình có thể truy cập nội dung đào tạo của bạn bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Theo dõi tiến độ của học viên, bạn có thể theo dõi tiến độ của học viên như thời gian truy cập, điểm số, lượng học viên hoàn thành khóa học. Sau đây, NetTop xin chỉ ra 8 lý do doanh nghiệp của bạn nên lựa chọn Talent LMS. Thứ nhất, Talent LMS dễ sử dụng, bạn sẽ biết ngay cách sử dụng nó khi bạn mở ứng dụng. Thiết kế trực quan này là lý do tại sao cả quản trị viên và người học đều yêu thích sử dụng Talent LMS. 2. Hỗ trợ hàng trăm ứng dụng tích hợp với hàng trăm dịch vụ thông qua Zapier, cũng như các tích hợp gốc cho Shopify, Salesforce, WordPress và GoToMeeting. Bạn có thể kết nối tất cả các ứng dụng của mình để đơn giản hóa quy trình làm việc của riêng mình. 3. Xây dựng các khóa học trong vài phút. Bạn có thể thêm các bài giảng cũ, các bài đăng blog mới, video hoặc các nguồn web khác để tạo các khóa học ấn tượng và hiệu quả một cách nhanh chóng. 4. Học tập tự động. Talent LMS cho phép thiết lập các hành động tự động cho các bài tập trong khóa học và lưu người quản lý khóa học của bạn khỏi công việc bận rộn. 5. Tài khoản miễn phí vĩnh viễn. Talent LMS cung cấp gói miễn phí để bạn có thể trải nghiệm đa dạng các tính năng trước khi mua phần mềm mà không cần xác nhận thanh toán. 6. Các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của bạn bằng cách thêm logo, màu sắc và tên miền riêng của bạn. Và khi bạn sử dụng, Talent LMS đã có tất cả các tính năng mà bạn có thể cần như đăng nhập một lần, đăng nhập nhiều lần và bảo mật nâng cao. 7. Chi phí hợp lý. Không chỉ là một phần mềm hữu ích với đa dạng các tính năng, Talent LMS cũng được phân phối với mức giá rất hợp lý. 8. Lý tưởng cho tất cả loại hình đào tạo, từ đào tạo cho nhân viên mới đến đào tạo nâng cao chuyên môn. Trong bất kỳ ngành nghề nào, từ sản xuất đến hàng không, Talent LMS có thể thu hẹp hoặc mở rộng theo nhu cầu của bạn. Phần mềm Talent LMS thật sự là lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp. Hiện nay NetTop đang là nhà phân phối của Talent LMS. Chúng tôi rất hân hạnh tư vấn và hỗ trợ. Liên hệ NetTop qua netopcoa@gmail.com hoặc hotline 0966360360.